Ông chú cờ bắp vạm vỡ này chính là người có cánh tay khỏe nhất Hàn Quốc. Một cú hất nhẹ tay đã có thể làm bay cả một chiếc ô tô, đấm nhẹ một cái là khiến đối phương ngất lịm 3 ngày. Mỗi lần ăn cơm thì xúc miệng nhẹ một cái cũng phải 20 suất. Nói về vật tay thì anh lại càng thể hiện sự vô đối của mình. Người khỏe nhất khi vật tay với anh cũng chỉ chịu được tầm 3 giây, thằng nào mà đòi gây sự là lập tức anh múc cho mấy cái luôn. Anh ấy chính là Baek Sung Min, từ nhỏ đã bị mẹ bỏ rơi, rồi được một cặp vợ chồng ở Mỹ nhận nuôi. Sau khi cha mẹ nuôi qua đời, anh đã u mê môn vật tay, và anh đã từng đoạt nhiều huy chương trong những trận thi đấu tại Mỹ. Nhưng vì người đứng đầu club kỳ thị màu da nên anh đã bị Hiệp hội Đô vật đình chỉ vĩnh viễn, và thế là Sung Min không thể tham gia thi đấu, mà chỉ có thể nuôi sống bản thân bằng cách làm bảo vệ trong hộp đêm. Hôm đó, người bạn thân duy nhất của anh đến hộp đêm chơi, nhưng không biết sao mà anh đã đắc tội tới bọn xã hội đen ở đó. Sau khi Baek Sung Min dùng đặc quyền bảo vệ để cứu anh, và dưới lời đề nghị của anh bạn Chin Ki, Sung Min đã trực tiếp tham gia thi vật cổ tay trong hộp đêm. Khi khán giả cổ vũ và hò hét, hai người đàn ông lực lưỡng bắt đầu thi vật tay. Đối thủ dùng hết sức cũng không lay chuyển được Sung Min một chút nào. Cuối cùng đối thủ thua thảm giữa những tiếng kêu thảm thiết đầy đau đớn. Đám côn đồ thi đấu trong club đêm chơi xấu và không chịu nhận thua, nên đã lôi cổ Chin Ki vật xuống đất. Thế là Sung Min trực tiếp điên lên, ném anh ta vào tường. Tên đầu chọc bóp cổ Sung Min, nhưng lại bị anh đánh vào đầu một cách thô bạo và trực tiếp đo ván. Sau mớ hỗn độn này, công việc bảo vệ của anh cũng đi luôn dưới sự quát tháo của chủ hộp đêm. Nhưng sau đó, Sung Min chỉ có thể đứng coi cửa ở siêu thị. Cuộc sống trôi qua vô cùng thê thảm. Lúc này, Chin Ki liền gọi điện thoại đến. Hàn Quốc sắp tổ chức cuộc thi đô vật trên toàn quốc, và người thắng cuộc có thể giành được giải thưởng lên đến 100 triệu won. Thế là Sung Min xách túi lớn túi nhỏ, trở về Hàn Quốc. Nhưng khi anh vừa xuống máy bay, thì một chiếc xe thể thao đỏ liền dừng ngay trước mặt anh. Hóa ra là Chin Ki lái xe đến để đón anh. Sau đó anh dẫn Sung Min đi chơi khắp Seoul trên con xe thể thao. Sau đó anh dẫn Sung Min đi thăm những tòa nhà chọc trời bằng kính. Cuối cùng chơi mệt rồi, Chin Ki lại đưa Sung Min đến nhà hàng Tây ăn uống. Trong nhà hàng, Sung Min một mình ăn gấp mấy chục người. Điều này đã dọa cho vợ chồng người đồng hương vừa đến Hàn phải đứng hình. Cuối cùng Sung Min và Chin Ki đến ba quẩy. Trong khi Chin Ki đang vui vẻ với cô em nóng bỏng, thì bệnh nghề nghiệp của Sung Min lại tái phát rồi. Sau khi quẩy xong, Chin Ki lái xe đưa Sung Min vào một khách sạn sáng đèn. Sau khi vào phòng, Sung Min liền nằm xuống, nhưng không biết tại sao mà đầu anh cứ rung lên. Anh muốn ngừng lại, nhưng không ngờ lại càng rung nhanh hơn. Sau đó, anh nhìn vào món quà mà Chin Ki đã tặng mình. Đây là một chiếc điện thoại, và chỗ ở mẹ ruột của anh đang được hiển thị trên định vị. Lúc này, Chin Ki đã tìm thấy tên trùm xã hội đen ở đây. Sau khi ông ta nhìn thấy sự dũng cảm của Sung Min, thì trực tiếp mời anh đến sòng bạc ngầm của mình để đấu cổ tay. Bằng cách cố ý thao túng kết cục, họ có thể cùng nhau kiếm được một số tiền lớn. Theo định vị trên điện thoại di động, Sung Min đã tìm kiếm khắp các góc phố ở Hàn Quốc. Cuối cùng khi mồ hôi nhễ nhại, anh cũng tìm được đến nơi. Đứng trước nơi ở của mẹ, anh run rẩy đến mức không thể bấm chuông. Lúc này, hai đứa nhóc dễ thương liền xuất hiện ở cửa. Chúng lớn tiếng gọi anh là quái vật, nhưng anh không tức giận, mà hỏi hai anh em người ở đây là ai. Cô bé nói với anh, đây là nhà của bà ngoại. Nghe đến đây, Sung Min bỏ đi mà không chút do dự. Khi màn đêm buông xuống, Chin Ki đưa anh đến địa bàn của tên trùm. Tại đây, sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa anh và ông ta, họ trực tiếp so tài trong sòng bạc ngầm. Giữa làn sóng con bạc hồ hởi với tấm vé trên tay, anh giành chiến thắng hết ván này đến ván khác. Và ở tầng trên của sòng bạc, bố của ông trùm, ông Kim đang xuất hiện ở đây. Họ cùng nhau tính kế, chỉ muốn lợi dụng Sung Min xong rồi bỏ rơi anh. Sau khi kiếm được rất nhiều tiền, anh dẫn theo Chin Ki vào ở trong khách sạn sang trọng nhất ở đó. Ở đây có một chiếc ghế massage màu vàng, điện thoại hiển thị, ngày mai, trận đầu phải thắng, và trận thứ hai bắt buộc thua. Ngày hôm sau, Sung Min lại đến địa chỉ của mẹ mình. Tại đây, anh gặp mẹ So Jin của hai đứa nhóc. Lẽ nào, cô ấy là em gái mình? Sau đó, Sung Min lén đi theo So Jin đến tòa nhà bán quần áo. Rồi sau đó anh lén trốn qua một góc, căn bản không có dũng khí đi lên làm quen. Trước khi bắt đầu thi đấu, Sung Min được Chin Ki đưa đi ăn bibimbap Hàn Quốc. Khi đang ăn, Chin Ki đã đem chuyện lần một phải thắng và lần thứ hai nhất định phải thua nhắc lại cho Sung Min. Sau đó, họ cùng nhau đi đến sòng bạc ngầm. Ở đây, trong trận đấu đầu tiên, Sung Min đã gặp một đối thủ chỉ giỏi chém gió. Lúc vừa mới bắt đầu, đối thủ nặng ký ra sức đàn áp Sung Min, nhưng anh đã chơi qua vô số trận, trực tiếp dùng kỹ xảo vật tay để chiến thắng đối thủ. Sau đó chuẩn bị đến lần vật tay thứ hai. Lúc này, Chin Ki ở bên cạnh nói với anh rằng, anh nhất định phải thua. Lúc này, So Jin cũng đến địa điểm tổ chức thi đấu. Sung Min thấy tay cô ôm di vật của mẹ, đã vậy lại còn bị tên trùm đáng ghét bắt nạt. Để trả thù, anh đã cố tình giành chiến thắng chỉ trong 2 giây. Điều này trực tiếp khơi dậy sự tức giận của tên trùm.
và muốn trả thù Sung Min và Jin Ki ngay tại chỗ. Lúc này, Jin Ki trong cái khó ló cái khôn, anh liền mời khán giả đón xem màn so tài giữa Sung Min và đô vật số 1 Hàn Quốc. Trong tích tắc, các con bạc lại bắt đầu loạn lên. Hôm đó, Jin Ki tìm đến So Jin. Khi anh muốn hỏi cô và Sung Min có mối quan hệ như thế nào, thì tên trùm lại xuất hiện ở đây, trực tiếp động thủ đánh cho Jin Ki một trận. Lúc này, Sung Min liền ra mặt. Khi thấy Jin Ki bị đánh, anh đã trực tiếp ra tay. Chỉ với hai cái bạt tay, đám bậu sậu đã nằm bẹp xuống đất, rồi đi đến trước mắt đệ của tên trùm. Hắn đã bị ép vào tường trà sắt điên cuồng. Chan Su tức giận và dùng gậy đánh So Jin. Sung Min đã ngăn cản kịp thời. Lúc anh đang chuẩn bị ra tay dạy dỗ Chan Su thì cảnh sát chạy tới. Chan Su giơ tay đầu hàng, hét to rằng tên xã hội đen này đánh người. Bởi vì đánh người, Sung Min bị dẫn vào trong cục cảnh sát. Mặc dù đã giải thích rõ ràng Sung Min chỉ là tự vệ chính đáng, nhưng vì thân phận nên Sung Min không được rời đi. Khi cảnh sát hỏi Sung Min về quốc tịch, anh có nỗi khổ khó nói ra. Lúc này Jin Ki đề nghị cảnh sát chỉ cần vật một tay thì sẽ biết Sung Min chính là nổi tiếng từng thi cuộc thi vật tay quốc tế. Sung Min đương nhiên thắng cảnh sát. Lúc cảnh sát vẫn không muốn thả người, lúc này So Jin mang theo giấy khai sinh của Sung Min đến cục cảnh sát. Cô lấy thân phận là em gái Sung Min, đã cứu được anh ra ngoài. Sung Min muốn nói lời cảm ơn rồi rời đi, nhưng đối mặt với lời mời ở lại của Jun Hee và Jun Hyung, cứ như vậy, Sung Min ở cùng một nhà với So Jin. Lúc cậu bé muốn đi vệ sinh thì cửa bị khóa trái bên trong. Sung Min khỏe mạnh đã tháo cánh cửa ra một cách thần kỳ. Điều này khiến cậu bé ngạc nhiên. Mà sau đó Sung Min không muốn làm phiền cuộc sống của em gái, đã mang theo túi đồ chuẩn bị rời khỏi đây. Nhưng anh vừa ra ngoài thì nhìn thấy hai đàn em của Chan Su tới đòi nợ. Tên cao to đương nhiên chưa từng thấy Sung Min ra tay, giọng điệu vô cùng khoa trương muốn Sung Min cút đi. Còn tên nhỏ con dường như đã từng thấy nắm đấm sắt của Sung Min, nơm nớp lo sợ giục tên cao to rời đi. Nhưng tên cao to không muốn bỏ qua nên đã ra tay, trực tiếp bị Sung Min vặn ngược tay quỳ xuống đất. Sau đó, Sung Min kẹp cổ tên nhỏ con rồi đuổi họ đi. Sung Min cuối cùng cũng lựa chọn ở lại để bảo vệ gia đình So Jin. Sau đó Sung Min dẫn theo hai đứa em đi ăn một bữa buffet sang trọng. Mà sau đó lúc Sung Min đang luyện cơ bắp ở cánh tay, hai tên lưu manh lại tới gây phiền phức. Lúc này Jin Ki biết có một cuộc thi ở bên bờ biển. Cuộc thi vật tay này có quay trực tiếp ở trên đài truyền hình địa phương. Sung Min vốn dĩ không muốn tham gia vì đã rất lợi hại rồi, nhưng thấy bọn trẻ vô cùng thích thú muốn đi biển, vì thế mọi người cùng nhau lái xe đi tới đó. Họ nhanh chóng đến địa điểm cuộc thi. Chỗ này có một đối thủ rất mạnh, anh đã thắng rất nhiều tuyển thủ, vô cùng kiêu ngạo. Đến lượt Sung Min ra sân, cuộc thi đối chọi nhau gay gắt. Đối phương lại là tuyển thủ vật tay chuyên nghiệp, đã giành chức vô địch với sức mạnh đáng kể. Nhưng Bách Sung Min của chúng ta không phải người bình thường. Dưới sự cổ vũ của hai đứa trẻ đáng yêu, Sung Min cố gắng đã thắng cuộc thi. Sau đó cả nhà uống coca, ăn một bữa hải sản no nê chúc mừng chiến thắng bên bờ biển. Cả nhà vô cùng vui vẻ, thậm chí Jun Hee còn chủ động gắp cá hồi tươi cho Sung Min. Đến buổi tối, So Jin và Sung Min cùng uống bia ở bên bờ biển. So Jin hỏi Sung Min vì sao lại thích thi đấu vật cổ tay vậy. Sung Min nói rằng thi vật tay là chuyện duy nhất anh có thể chứng minh bản thân. Sung Min say rượu đã hỏi So Jin, nếu cuộc sống của cô khó khăn, cô sẽ bỏ mặc bọn trẻ sao? So Jin rất khó có câu trả lời về vấn đề này. Cô đành cùng Sung Min thi vật tay để phân tán sự chú ý của anh. Sung Min cố ý thua, hai người chơi rất vui vẻ. Trở về nhà, Sung Min và Jin Ki đến một bệnh viện đông y. Bác sĩ đã châm cứu, cắm đầy kim bạc vào mặt Sung Min, chuẩn bị đả thông tĩnh mạch của Sung Min. Trong quá trình này, Jin Ki nhận một cuộc gọi. Sau đó anh cùng Sung Min đến bãi đỗ xe gặp cha của anh. Lúc này, cha của anh ấy kéo Sung Min đang trốn ra ngoài và hét to, tao tự gánh nợ của tao, đừng có đòi con trai tao. Hóa ra, cha của Jin Ki là một giám đốc ngân hàng có rất nhiều tiền, nhưng vì sự trả thù ác ý từ đồng nghiệp, khiến ông chỉ có thể làm bảo vệ của bãi đỗ xe, mỗi ngày đều gật đầu cúi đầu. Sau khi Jin Ki giải thích, cha anh đã xin lỗi Sung Min. Sau khi cha anh phải làm việc và rời đi, Jin Ki và Sung Min tâm sự với nhau. Anh ấy vô cùng muốn Sung Min giành được thắng lợi trong cuộc thi lần này. Anh rất muốn cùng Sung Min kiếm thật nhiều tiền để trả nợ cho cha. Bởi vì Sung Min vẫn luôn không có nhà tài trợ cuộc thi, Jin Ki đành tới tìm Chan Su, muốn anh ta đại diện cho Sung Min. Nhưng bên Chan Su đã tìm được một tên côn đồ mới ra tù vô cùng tàn bạo. Hắn ta vừa ra khỏi tù, nổi tiếng khắp cả Hàn Quốc vì bẻ tay và uống thuốc cấm. Tên côn đồ trực tiếp xách Jin Ki và ném xuống đất. Chan Su còn nói sằng nói bậy, nhất định sẽ khiến tên côn đồ bẻ gãy tay Sung Min. Đêm khuya, Sung Min lấy điện thoại cũ mà Jun Hee tặng anh ra. Bên trong có những lời mẹ anh nói với anh. Mẹ anh gửi Sung Min đi, không thực hiện lời hứa đón anh trở lại.
cảm thấy vô cùng có lỗi. Hơn nữa, Sung Min cũng biết So Jin không phải là em gái ruột của mình. Bà chỉ thấy cô đã mất đi cha mẹ, còn một mình nuôi hai đứa trẻ, mới nhận cô làm con gái và ở cùng nhà. Hôm đó, So Jin đưa Sung Min và Jin Ki đến thăm mẹ, nhưng hai người trên xe đều mặt ủ mày chau. So Jin dẫm mạnh chân ga muốn đến mộ sớm một chút, hy vọng Sung Min gặp mẹ thì có thể nguôi ngoai trong lòng. Nhưng lòng tốt lại hỏng việc, Sung Min vô cùng đau lòng trước mộ của mẹ, hỏi thẳng So Jin, vì sao phải lừa anh nói là em gái anh ấy. So Jin giải thích, trong lòng cô cho rằng mình là con gái ruột của mẹ nên mới như vậy. Sau khi Sung Min biết chuyện thì vẫn lựa chọn rời đi, dù sao cô cũng không phải là con gái ruột của mẹ tôi. Khi Jin Ki muốn giữ Sung Min lại thì tâm trạng anh bùng phát, hóa ra anh luôn coi Jin Ki là em trai của mình, nhưng Jin Ki lại coi anh là công cụ kiếm tiền ngay từ lúc bắt đầu. Sung Min đau lòng nói xong thì đẩy Jin Ki ra, để lại So Jin chảy nước mắt ròng ròng nhìn Sung Min rời đi. Cuộc thi sắp bắt đầu, Sung Min đơn độc một mình luyện tập lực cánh tay, thực hiện nâng tạ 100 cân siêu nặng để luyện tập, thậm chí còn phá vỡ chiếc xe SUV trong bãi phế liệu chỉ bằng một tay. Những tuyển thủ khác cũng bắt đầu tiến hành hàng loạt bài huấn luyện. Lúc này, tên côn đồ của Chan Su cũng bắt đầu sử dụng thuốc cấm mới nhất của nước ngoài. Chỗ tốt của loại thuốc này là không thể kiểm tra được trong cuộc thi Hàn Quốc. Jin Ki nhìn thấy Sung Min nỗ lực như vậy, thu thập thông tin về những tuyển thủ mạnh nhất cho anh. Trước một ngày thi đấu toàn quốc, Sung Min đã kéo đổ một chiếc xe SUV xuống dưới trong lúc luyện tập, quá là tàn bạo rồi. Cuộc thi chính thức bắt đầu. Cuộc thi lần này có tiền thưởng lên tới hàng trăm triệu. Sau khi tới cuộc thi, Sung Min vốn định phớt lờ Jin Ki, nhưng anh ấy xin lỗi rồi đưa cuốn sổ ghi chép cho anh. Sung Min quyết định vẫn tha thứ cho Jin Ki và cùng anh hoàn thành cuộc thi toàn quốc. Chan Su trực tiếp dẫn tên côn đồ đến, các người cứ lần lượt bị tên côn đồ bẻ gãy cổ tay đi. Cuộc thi chưa bắt đầu, đôi bên đã dương cung bạt kiếm. Cuộc thi chính thức bắt đầu, sau đó các tuyển thủ vào sân thi đấu. Dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, Sung Min vừa xuất hiện thì cả sân thi đấu lập tức bùng cháy. Sau đó Sung Min một mạch xuyên suốt đánh thi đấu từ top 32 đến top 6. Bên phía tên côn đồ đang cắn chặt răng cũng đã bẻ gãy rất nhiều tay của tuyển thủ. Sung Min gặp phải tuyển thủ cố ý phạm quy tắc nên đã thua cuộc thi. May mà trọng tài nhìn thấy cảnh tượng này, trực tiếp tuyên bố thi đấu lại. Khi thi đấu lại, Sung Min đã giành chiến thắng. Chan Su nhìn thấy Sung Min ngày càng mạnh, sợ hãi tìm tới Jin Ki và ném một túi tiền xuống đất. Kiêu ngạo nói, anh bảo Sung Min thua đi, 100 triệu won này là của anh. Trong top 6 tiếp theo, Sung Min đã gặp một tuyển thủ da đen mạnh. Trong cuộc thi cũng vô cùng khó khăn, nhưng Sung Min lại là thần tượng quốc dân, đã thắng cuộc thi. Trong lúc nghỉ ngơi, Jin Ki xách 100 triệu đến tìm Sung Min. Sung Min thấy Jin Ki không có chí cầu tiến nên vô cùng thất vọng, dạy dỗ một trận rồi rời đi. Sau đó, Sung Min và top 4 tuyển thủ thi đấu với nhau, hai bên ra tay. Lần đầu tiền bị tuột tay trong cuộc thi, sau khi trói chặt dây vào thì hai bên dốc toàn lực giật đứt sợi dây. Lúc này, Sung Min nhìn thấy hai đứa nhóc đã tới cuộc thi để tặng huy chương vàng. Mặc dù tuyển thủ chuyên nghiệp này mạnh nhưng khi Sung Min bộc phát sức mạnh, anh vẫn thắng cuộc thi này. Hậu trường cuộc thi, Jin Ki sau khi tỉnh ngộ muốn trả lại tiền cho Chan Su, nhưng bị Chan Su đánh cho một trận. Nhìn thấy tiền mặt rải rác khắp mặt đất, Sung Min rất tức giận, đã thẳng tay hạ gục Chan Su và thuộc hạ của hắn, cứu Jin Ki. Đến thời khắc quan trọng của cuộc thi vòng chung kết, Sung Min đấu với tên côn đồ, anh rắc bột Maji lên tay, chậm rãi bước lên sân khấu, nhìn cái lưng thật sự giống con bò đực đang nổi điên. Cuộc thi bắt đầu, tên côn đồ cố ý nhéo ngón tay cái của Sung Min, trực tiếp tuột tay để khiến Sung Min bị thương. Jin Ki ở dưới sân khấu lo lắng hét to phạm quy, nhưng trọng tài như kẻ mù căn bản không thổi còi. Lúc này Chan Su sờ đầu, hóa ra hắn đã mua chuộc trọng tài từ lâu. Khi buộc dây lên, cuối cùng cuộc thi cũng bắt đầu lại. Bởi vì tay bị thương nên Sung Min đã bị tên côn đồ áp chế, cả sân khấu đều hét to, mà tên côn đồ liên tục dốc ra sức mạnh hùng hổ ép lại gần. Lúc này Sung Min cuối cùng cũng nhìn thấy em gái chạy tới từ chợ bán quần áo. Đúng thế, bên dưới còn cả gia đình cần anh bảo vệ. Trong lòng Sung Min hoàn toàn bùng phát, Sung Min cũng đánh bại đối thủ không thể đánh thắng trong cảnh tuyệt vọng khiến mọi người kinh ngạc, cả hiện trường đều hoan hô cổ vũ. Jin Ki giơ hai tay cao lên, So Jin cũng không dám tin mà che miệng lại. Ngay cả MC Thuyết Minh tại hiện trường cũng vô cùng kích động. Jin Ki và So Jin lên bục ôm chặt Sung Min, nhìn thấy Sung Min giơ cúp quán quân trên tay, Chan Su trực tiếp bị kim chủ được gọi là vệ sĩ ấn xuống mặt đất và ma sát với sàn. Cuối bộ phim, Sung Min mặc đồ thể thao và Jin Ki mặc đồ vest đến Thế vận hội. Lần này, Sung Min đại diện cho Hàn Quốc tham gia cuộc thi thế giới. Ok, bên trên là toàn bộ nội dung của video hôm nay. Hãy theo dõi tôi sẽ review nhiều phim kinh điển cho bạn.